Hello, xin chào cả nhà mình nha. Chào tất cả những người đang theo dõi kênh Nội Địa Nhật Biên Hòa. Hôm nay em lại lên cho cô chú anh chị mình thưởng thức mấy con bếp từ đơn Panasonic điện 100V. Dòng này là sản xuất tại Nhật hết nha mọi người. Hàng này chỉ thiếu cái thùng, hàng cực lướt luôn nha. Đấy, hàng chỉ thiếu một cái thùng, rất là đẹp luôn, đời rất là cao. Đợt này về hàng đời rất là cao nha mọi người. Đợi tới con này tới đầy 2021 nè. Đây nha, đầy 2021 sản xuất tại Nhật nha. Cô chú anh chị mình nè, những cái hàng mà sản xuất tại Nhật như là bếp từ đơn này là nó không có chữ ra băng đâu nha mọi người, nó ghi bằng tiếng Nhật hết. Cho nên cô chú anh chị mình nhận hàng á, là cái gì cho có nhiều người chưa hiểu nó, cái con bếp này nó sản xuất tại đâu, nên nó ghi bằng tiếng Nhật là nó sản xuất tại Nhật. Còn những mà con bếp mà nó ghi, có cái dòng bếp nào mà nó ghi chữ ra băng là không phải là bếp Nhật rồi, tức là đồ hàng gì chứ không phải là hàng Nhật. Đây, cái con bếp này 2021, mã số là KZPH33. Cái dòng này là cái dòng cao nha mọi người. Thì hôm nay em lên cái clip này là em lên 3 con PH33 luôn. Nhưng mà cái năm sản xuất nó khác nhau nha cô chú chị mình. Này thì cái nút nguồn nó đây nha mọi người. Mọi người không, em không đặt nồi thì cái đèn này nó sẽ chớp nè. Và cái đèn này nó chớp nè, nó không nhận từ nha. Cái dòng này dòng bếp từ 1400W là 1,4kW. Đây em sẽ đặt lên cho mọi người xem nè. Riêng cái dòng bếp từ này thì em bảo hành 3 tháng nha mọi người. Này nó nhận từ là nó sẽ đứng đèn, thấy không? Thôi chú chị mình thấy nó sáng đèn không? Đứng luôn nè. Đấy, cái nút này thì tăng giảm lửa lớn nhỏ nè. Còn bên này là cái nút chiên sầu nấu nè. Còn cái này là hẹn giờ, cái này là lửa nhỏ nhất nè. Bấm lên cái nút này lửa lớn nhất nè. Nút này thì hẹn giờ, thấy không? Em hàng 1 phút luôn cô chú chị mình xem nha. Thì riêng cửa hàng bên em thì bán hàng thì phải cọc nha mọi người. Em nhận ship cuối toàn quốc có cọc. Như bếp từ nào đã cọc 500.000 thì em mới chuyển bếp đi nha. Ra tới nơi đúng mã số, đúng năm sản xuất, đúng hàng. Thì như em nói trên YouTube nè, mặt không chày xước, láng đẹp như mới nha. Thì cô chú anh chị mình nhận hàng nha. Còn mà không đúng thì bên em sẽ miễn trả lại tiền cọc đàng hoàng. Mà đúng hàng thì cô chú anh chị mình mà đồng ý không nhận nữa thì phải chịu tất cả phí ship nha mọi người. Còn không đúng hàng thì bên em hoàn trả lại. Hãy cô chú chị mình nhận hàng, cho khui khu hàng ra xem thử có bể vỡ gì không. Nếu trong quá trình vận chuyển có bể vỡ gì, cô chú anh chị mình kêu shipper là biên bản ngay cho em và trả quà về cho em nha. Bên em có mua bảo hiểm. Đã hết thời gian hẹn giờ rồi không? Cô chú anh chị mình xài cái hàng này rất là hay nè. Có những người ít người xài, hoặc là mua cho con cái rồi đi học đại học sinh viên rồi là ta xài cái này nó tiện nè, nó đỡ nóng nè, ở phòng trọ nó nhỏ thì ta xài mấy con bếp này là vừa. Và cô chú chị mình nấu á, thì có cái hẹn giờ nữa, nó cũng hay, rất là hay. Bình thường mình ngồi ăn lẩu ăn đồ thì mình cứ nấu lên chế độ này thì bật lửa lớn nhỏ thôi, không cần hẹn giờ. Ví dụ như mình nấu cơm, nấu nước, nấu canh gì thì mình bấm cái hẹn giờ lên nè, không mình 5 phút 10 phút gì mình bấm lên đó là mình để mình đi, nó tự động nó hết giờ nó sẽ tắt rồi. Bếp rất là ok nha mọi người. Đây, nước nó muốn sôi rồi ha, em bấm 1 phút là nước bay hơi quá trời rồi đó. Rồi em báo giá con này luôn. Con này là sản xuất năm 2021 này, nó có một cái dấu chày ngay chỗ có màng đây chút xíu nha mọi người. Chúng gì mình thấy cái dấu như cái chỉ chày đây. Con là 2021 mặt rất là đẹp luôn. Con này là em bán với giá là 3,2 triệu nha mọi người. 2021 chỉ thiếu cái thùng, hàng cực lướt luôn. Hàng này là hàng về máy bay nha, không phải là hàng bãi đâu nha mọi người. Cho nên là rất là đẹp, nó không có chày xước như cái hàng bãi. Hàng bãi nó rất là rẻ luôn, nó tầm triệu hơn triệu, dưới triệu là cái là bình thường. Còn hàng này là hàng rất là đẹp, hàng máy bay về cực lướt luôn. Rồi em lên tiếp con thứ hai nha. Con thứ hai đây,
Con này 2018 luôn. Hàng đẹp như nhau, mã số KZBH33 hết luôn. Một mẫu một. Đúng một mẫu luôn nha mọi người. Năm sản xuất khác nhau, còn mức độ đẹp thì như nhau. Cô chú anh chị mình thích mua đời cao thì nó cao hơn một vài trăm, còn đời thấp thì nó thấp hơn. Không tới nha mình. Rồi con này không tì vết gì hết luôn nha. Con này sản xuất năm 2018. Con này là em bán cái giá là 2.900.000 nha mọi người. 2.900.000. Bảo hành. Rồi tiếp theo là một con y chang luôn. Con bụi quá, con này là bụi thôi nha. Lau có tay cho nên nó không thấy sạch thôi. Quá trời đẹp luôn, KZPH33 luôn. Con nào cũng giống con nào hết nha mọi người. Năm sản xuất này khác nhau nè. Năm 2017. Rồi con này là em bán với cái giá là 2.800.000 nha mọi người. Rất là đẹp luôn nha. Rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt mọi người nha.